Trương Mỹ Lan hối cải, có sự chuyển biến về nhận thức. Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, giai đoạn 2, đề nghị truy tố đối 34 bị can về 3 tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, trong kết luận điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị tòa xem xét cho bị can khi lượng hình. Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong hành vi rửa tiền với hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này, trên 415.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản tại ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phát hành trái phiếu ma. Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản tại ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên cá nhân tổ chức, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho mục đích khác nhau. Cụ thể, số tiền này được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay của SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng, chi cho dự án đang triển khai dở dang như dự án mũi đèn đỏ. Chưa hết, số tiền này còn dùng để trả khoản vay của các ngân hàng khác, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, chồng bị can Lan. Trương Mỹ Lan khai rằng tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ, kết luận điều tra nêu rõ. Cụ thể, để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho những người tin cậy và lãnh đạo ngân hàng SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ. Theo cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng nhiều hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, số tiền hơn 3 tỷ đô la Mỹ được chuyển ngược về Việt Nam một cách trái pháp luật. Cháu gái Trương Huệ Vân giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ. Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty WMC, bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2015. Vốn góp của Huệ Vân do bà Trương Mỹ Lan cho nắm giữ, thực chất là tiền của bà Lan và thành viên Hội đồng Quản trị Công ty An Đông. Huệ Vân khai rằng, bị can không trực tiếp điều hành, quyết định các vấn đề về tài chính của hai công ty An Đông và WMC mà đều do bà Trương Mỹ Lan điều hành. Kết quả điều tra cho thấy, dù biết công ty WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của bà Lan, Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho công ty An Đông tổng số hơn 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Hành vi của Huệ Vân bị xác định đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Theo lời khai của Huệ Vân, việc công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Dù là thành viên hội đồng quản trị công ty An Đông, nhưng Huệ Vân chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Tài chính công ty WMC. Bị can tin tưởng vào chủ trương của bà Lan và tin tưởng mọi việc đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký vào toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Huệ Vân thừa nhận hành vi sai phạm của mình, cho rằng vì tin tưởng bà Trương Mỹ Lan mà đã lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cho rằng,
xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của bị can Trương Huệ Vân là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Hơn nữa, bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, có nhân thân tốt nên cơ quan điều tra đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Cháu gái cưng giúp bà Trương Mỹ Lan làm sai. Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân với tư cách là cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phải nhận 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo kết quả điều tra ở giai đoạn 1, Huệ Vân được đặt ngồi vào vị trí tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động công ty La Vie Food, công ty Tani Food, công ty Sài Gòn Galleria. Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại công ty cổ phần La Vie Food để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành. Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái dùng pháp nhân công ty La Vie Food vay vốn ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn thống nhất, chỉ đạo Huệ Vân cho thành lập công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với công ty La Vie Food nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bà Lan và Huệ Vân. Quá trình điều hành công ty Sài Gòn Galleria, công ty Eurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên kế toán phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!